Hello, xin chào mọi người mến thương của mình. Mọi người hôm nay mình tiếp tục hành trình đi giăng lưới cá đấu nha mọi người. Hôm hổm đợt rồi mình giăng một cái, mình quay cho mọi người xem là quằng tay luôn, mấy chục cá đấu luôn, cứng ngắt lưới luôn. Hôm nay mình đi giăng tiếp nha. Mọi người theo chân của mình coi bữa nay tình hình nó như thế nào nha. Ta lưới hôm hổm giăng chưa gỡ, hôm nay còn gói nồi nha. Mọi người sợ lưới vừa xong bắt đầu mình đi giăng nha. Bây giờ mình đi thăm lưới, cuốn lưới mọi người. Mình mới đuổi xong bây giờ cuốn. Ngay dính được mấy con. Dùm đây hai con. Trời ơi, dính con cá chốt. Chốt được tháo thả ra chưa rồi. Rồi. Cá phi gì con bự bự không? Tự nhiên cá nào giờ lưới này nó. Lưới này có 5 thân mà cá bự hơn 5 thân nó quấn nó hồi nó xảy trơn. Rồi cắt cắt phi lại tới này đấy. Nó sáng sáng lưới chìm chìm phao mất tiêu kìa. Rồi gọi thằng kia đi. Rồi. 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 Rồi
2 kg rồi, giờ cá lên cỡ 4 kg rồi. 4 5 kg luôn. Nè. Rồi tắt qua khúc vừa. Ôi khúc này dính thưa rồi mọi người. Đấy. Cũng được mớ cà phê trọng trọng không? Cũng một cái lô rồi cà phê. Này về kho mắm ha. Kho mắm chấm rau gừng dừa nước rau cái thì thâu luôn. Để mình đem lên sắc bên quay cho người xem cái này hết dính. Dính ít. Nè có một con à. Này dê thừa cá. Lắp này. Bèo cũng khoảng 5 kg. Nhìn tay là gì đó. Không đi mà kiếm cá thì thôi, kiếm cá là nhóc cá luôn. Đấy. Mình buộc lên rồi, mình buộc lưới xong rồi. Mình đem lên mình quay cận cảnh cho mọi người xem. Khủng khiếp không? Nặng lắm. Cái phi con bự bự không nha. Lưới này lưới 5 phân rưỡi vậy em không? Bằng bằng tay luôn. Được con này cũng bự nhất ú quay luôn, bụng chà phè. Đó. Chiều nay mình hai mình tính đi chợ rồi thôi, mình đi xuống mình đánh tay lưới thử có không? Hả mình đánh dính cá đối không, bên nào dính cái phi không? Mọi người ơi, video cũng dài, mọi người thấy thích cách sống của miền Tây là cuộc sống hàng ngày của miền Tây rồi như gì mọi người. Người ta thích mọi người cho mình xin một like, một đăng ký, một comment, bình luận góp ý á mọi người. Xin hẹn lại mọi người gặp clip sau, xin nói bye nha.